choáng với thống kê của đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Philippe Troussi. Cùng nhìn lại thống kê của đội tuyển Việt Nam sau một năm dưới quyền chỉ đạo từ huấn luyện viên Philippe Troussi, đội tuyển Việt Nam chơi 13 trận. Chúng ta thắng 4, thua 9 và không có trận hòa nào. Tỷ lệ thua 69,2%, cao nhất trong lịch sử. Đáng chú ý là trong 10 trận gần nhất, thì thầy trò huấn luyện viên Troussi thua tới 9. Số bàn thắng mỗi trận là 0,84 bàn. Để lọc lưới 1,69 lần mỗi trận. Tuyển Việt Nam đã rơi 19 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí thứ 93 xuống 112 thế giới, mất vị trí số 1 Đông Nam Á vào tay Thái Lan, bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2023 và giờ đứng trước nguy cơ bị Indonesia giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.